Đây là nước màu dừa. Nước màu đường. Nước màu đường chứ không phải nước màu dừa. Nước màu đường nãy thắng nước đường á, thành nước màu. Đó. Mỗi người một cột với một cái trứng. Trứng gà. Hai cái. Lọc hết mấy cái trứng hồi nãy mình luộc, bây giờ mình bỏ vô trong cái nồi của mình. Đây, trứng nè, bây giờ mình bỏ thêm trong vỏ. Đâu thấy không? Có bịch. Bịch.
cho bột nở nhà khác này cho. Chủ nhật tuần rồi con nói lại đó hả? Chủ nhật tuần rồi chị cho ở cái chỗ đường Newland chứ qua. Newland đây. Newland dưới đúng Newland. Chủ nhật tuần rồi chị cho, chủ nhật tuần tới chị cho ở Newland nữa đó. Cho gà gà chiên, gà bữa, chiên á. Bữa nay như đâu phải chủ nhật đúng không? Không. Bữa nay là đi cho thôi. Bữa nay là một chút cho thêm. Chủ nhật tuần tới cỡ cỡ 4 giờ á, 4 giờ đó. Bạn cho tôm gà nướng á. Trời tới giờ rồi vậy. Đi khoảng 3 mấy 4 giờ mới tới nha. Đi là dễ luôn ông nội. Cái gì? Con thì cho hay là bán con? Bán 10 lần. Con ăn không? Dạ. Chi? Bán hay là cho? Cho, ăn không? Cho ăn. Dạ. Ừ, 10 lần. Lũ ông, lũ đẻ nữa. Mười chua không? Ai có ủa tiền thì lấy tiền. 10 đồng. Mà lấy cái muỗng. Ủa, muỗng nào nha? Em có tiền. Có tiền không? Không có tiền á thì lấy 100 đồng. Trời ơi. Kêu bà. Em hỏi trước. Dạ. Đi đi chợ mà nó không cho đi, nó không cho vô. Sao vậy? Tại vì mua quốc tem á, mà tại vì con bán thuốc á, thuốc hút quá, cho nó không cho vô. Tại ai kêu anh bán thuốc đi? Trời ơi, chứ nghèo mà. Bán thuốc gì? Thuốc đủ thứ á con. Thuốc rẻ, mấy thằng hút này mà sợ. Nó mượn xe nó đi. Đi luôn. Em cảm ơn chị. Mà trong khi nó bán cho con. Nó để nồi cơm ra trước chậm hết rồi. Cái nào cũng mở là bán ngon. Hả? Mở luôn không? Đồ dây nó có mở là mở sẵn.
mới ăn ngon. Chị ơi, cho em thêm phần cho chồng em nha chị. Dạ, đợi từ từ xong rồi. Cho cái anh này trước anh chạy. Này hả? Dạ. Giờ chậm. Ú chà. Này cà tím. Cà tím cháy mỡ hành á. À, có lý hả? Dạ. Ủa chị. Giờ chị cái muỗng nữa. Cái là nó chứ lâu rồi đó. Đó là hỏi tôi cho sao con. Rồi tính là mỗi tuần là chủ nhật mà. Con cái. Cứ chủ nhật đó họ biết ha, họ biết không chạy tới đây bên dạ. Bên này tùm lum hết á. Dạ, cơm chay. Dạ. Dạ. À, đi nữa hả? À, đi lại New Land đó hả? New Land là đường nào cũng nào. Chở Sài Gòn rồi đó. Mọi người à. Dạ, cái hộp biết sao không? Vô cái hộp vậy cái đi dọc đường dòm vậy đó. Ngồi đâu mà đường dọc đường. Có cái nó lại lên thấy bên kia nó đang khói được rồi. Nó khói không à. Gì? Chồng thấy. Đây. Để nó đi làm hộp nữa, lát chú bưng luôn. Chú lại rồi kìa. Bữa nay là không gọi anh luôn ha. Đi đột xuất á. Bữa nay là đột xuất thôi, tại thường thường phải cho chủ nhật. Dạ. Bữa nay đợi hai mẹ con tự nhiên hứng lên làm cho đi á. Chạy ở xong rồi đi á. Không có ghé mua nước đá được luôn. Anh ăn cơm không? Cảm ơn. Ăn rồi. Rồi. Thịt có trứng đó nè, em ăn nữa không? Dạ. Không phải con không ăn. Không phải con chơi mà nay là tại vì cho một ngọt thịt trứng quá trời quá trời trứng. Tại vì không biết có đi được hay không á, ba nấu đem xuống cái tiệm cho ấy kia rồi. Ủa, đẳng còn không? Nó thật không? Thật nữa mà. Đứa nào ăn thì lấy lại lấy kìa nha. Kệ nó phục vụ cho tụi nó đi. Xong rồi phải không anh Thiên đi? Xong rồi phải không? Đúng bằng á. Hả? Đúng bằng á. Hai phần. Anh nghĩ hai phần nữa là đủ rồi. À. Hai phần xong rồi lên. Bên kia chơi tiếp. Bên kia hết rồi, hết cơm rồi. Còn cơm trong hai nồi rồi. Hết rồi đi à. Chút nữa anh còn. Hết rồi xong rồi đi nha, đi ra kia. Mà chút cái đi để ăn phần tối ăn. Xin phần nữa tối ăn hả? Để hai phần đi luôn được, đi ăn. Cảm ơn. Rồi. Cái này. Rồi. Đây này, rồi đi lên kia.